phía sau là Mông Cổ đang chống đỡ khí thế cho thần thiếp trong cung. Tuy là bây giờ đã có kiên về, nhưng thần thiếp vẫn không sao làm được việc nói năng định bợ kẻ tiểu nhân. Bụng dạ gia quý phi thật rộng rãi, chân của bác A-ca phế rồi, tứ A-ca cũng không được phục sủng như trước, chỉ vẫn còn tâm trạng sửa soạn bản thân. Đúng là thật tình không học hỏi được đâu. Hoàng thượng, người vì tình loạn trí như vậy sẽ làm tổn thương đến tấm lòng của 49 tộc Mông Cổ, sẽ khiến cho chúng tôi nghi ngờ thiên tử mà đào giờ lương tị có phải là một vị quân chủ anh minh hay không. Thần thiếp không phải hỗn láo. Hỗn láo? Lĩnh phi đắc sủng, thất sủng có liên quan gì đến Thúc Lam A-ca và hoàng hậu? Dù vị trí của cô là phó hậu, nhưng chúng tôi vẫn căm ghét hạng phụ nữ dùng thủ đoạn dơ bẩn leo lên cao như cô. Lĩnh phi phạm thượng bất kính, lôi ra ngoài đánh gậy. Cô dám? Bổn cung là hoàng quý phi, quản lý lục cung tại sao không dám? Hoàng thượng lễ trọng Mông Cổ, cô dám đụng tới tôi?